Cô có 10 ngàn rồi bằng luôn. Đi cô. Bấm cái cây nhan này, mua thêm cái cây. À, này chào cao. Có thuốc lá. Mèo. Có mèo không? Mèo em hết. Thuê đỏ bán sao chị? Dạ 50 triệu. Rồi đi gạo gạo đi với ba con kìa. Có mặt rồi, có mặt. Rồi, trời ơi, nhỏ khó chịu à. Rồi, đây con. Rồi hai cha con nè. Rồi. Lên đó chiều cao gạo ơi. Hơn nữa đây. Cô bé thằng anh bỏ lên cái đó kìa. Rồi đi lên lên. Hai cha con em cộng lại có mít 2 à. Bà Phương, hai cha con đi cộng lại chứ đâu có mít 2 à. Gì vậy? Gì vậy? Rồi đi đo chiều cao đây. Anh Nam thuộc người lớn, bước xuống em bói bước vô. Anh Nam thuộc người lớn. Em bói 1m3 thuộc trẻ em. Hai cha con, hai cha con. 1m2 rồi, bước ra gạo gạo vô. Đi chợ. Rồi. Vô gạo gạo. Chị đừng tránh ra, tránh ra cho chụp hình coi. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra chụp hình nè, 1 2 3 gạo nhìn nè. Rồi bó vô lại nè. Bó vô lại. Vô lại, vô lại. Rồi. Rồi bó nhìn, nhìn. Không có nhón. À không có nhón. 2 3. Rồi anh hai vô. Anh hai vô lẹ. Một hai, tránh ra bói, tránh ra bói. Một hai ba. Hôm nay mét rưỡi, mét sáu rồi. Rồi cho chị vô đo nha mấy con. Rồi ra đi con, được rồi gạo ơi. Rồi chờ mua vé thôi. Cái bé đó là bà Vũ. Sao mà nhét túi nha. Cái này là của Nam ha. Nhưng mà giữ nha, còn xuống nữa ha, con mua khứ hồi nha. Ủa ra ông Minh đi, ra ông Minh đi. Thôi cha cẩn thận. Ờ cha cẩn thận hơn Minh hả? Rồi. Sao dục rồi đi kiếm. Chị em có được giảm không? Em là gái nhưng mà em chưa có phẫu thuật. Em bị chết đất thịt của em rồi. Trời ơi, chỗ nào bạn cũng mua kìa. Không được chơi của em kì. Ba rửa. Thôi, cái vụ khóc khóc này chắc phải cắt 50% quá. Dạ, căng rồi nha. Ê, không có được đâu nha, 50% quý lắm à. Chê mặt nữa. Tao cho chung hung cái kia. Nè, con mở áo ra đi cho mát. Rồi giờ cả gia đình vô coi, cả gia đình vô sát vô. 2 3 1 2 3. Rồi cái cụ chỗ Minh chưa chụp hình, nhìn nhìn. Look at me please. Look at me please. Bye bye. Mày đó mà đá banh thì đá nhà nhiều à. Không muốn chơi cái trò đó nữa. Muốn chờ ba lên tiếng phải không? Không, ba lên tiếng mà nguyên cái cây này nè. Sao nhắc nhở gì hai này. Chinh cũng nhỏ à. Con, mình lớn rồi mình phải biết suy nghĩ. Chứ không phải mình chơi với bạn với người lớn được. Em nhỏ nó còn yếu. Giống như cái cây này mà ba đầm ba phan con là giống như con cầm cái này con đánh em rồi đó. Con nghe không? Mấy bạn nam nè. Ai kiểu? Ai kiểu? Bỏ đi trước luôn.
Nam lên trước nè, Nam lên trước. Rồi vé Nam. Đợi con nít nó cầm nó bị rớt đại ca ơi. Rồi xong hồi gom lại sao cha. Đây bác Hải. Rồi gạo gạo vô chung nè. Rồi vô em đi cuối cùng. Vé Hải đâu, vé Hải đâu? Minh cầm 2 tấm kìa. Ba, đưa cho Hải. Đây ba đứng đây con. Tẻ qua đây cũng được nè cha, tẻ qua đây nè cha. Tẻ qua đây nè. Qua đây anh. Từ. Giữ bé nha. Rồi đây. Rồi tên kêu anh. Thôi cái máy này nó ngu quá, nó chậm quá. Vô con lẹ Nam. Rồi. Đi đâu có gì sợ, anh đâu có gì sợ, anh hai bối đi nè. Đi lát mình coi núi cao lắm nha. Núi cao á. Cao á. Cao cao á. Vô cái nó của nó còn cây trùng nhỏ rồi đi. Dạ. Còn kia nó bự rồi. Cỡ mà. Hả? Cỡ mà. Trùng nhỏ hơn. Đã đang phải. Đã. Đó kìa, gạo coi nè. Gạo coi. Sao tới năm 2021 mình còn lên tới đỉnh núi được nữa luôn á. Còn đỉnh thuốc kia đâu. À. Vậy đang xây á, nãy đang xây. Ờ, đang xây á. Trên có chùa trên á. Vậy nó có cái cần câu trên á. Hình như DC41 là gì? Kia đâu. Kia. Đi xe, đi cầu, đi xe sao kìa. Đơn sao con. Dạ, đi sao. Ôi, đảo quá à. Nhìn ở dưới đã. Đã không con? Đã quá trời. Cũng được năm rồi mới được cái cảm giác này hả cha. Năm hả? Năm được có lần à. Gia đình con là năm được. Đâu rồi, năm ngoái của Minh có đi à? Có chứ. Năm nào Minh năm kia mới không đi hả? Có năm Minh không có đi mẹ. Trước đó nữa là năm sanh dạo lâu lắm không có đi. Năm sanh dạo. Năm sanh dạo không có đi. Giờ về năm sau tôi lật hình tôi biết. Minh năm rồi không có đi. Không, mà nếu năm sanh gạo thì gạo tới Tết là nó cũng được tuổi rồi. Có đi. Có đi không? Năm rồi là em không có đi đó. Không, năm rồi có năm đi. Năm rồi có đi. Năm rồi xác định có đi. Năm rồi đi rồi em gạo theo nè. Năm trước nữa mẹ không biết có hay không á. Bởi vì năm trước gạo nó mới có tuổi. Có thể cái năm gạo bầu nữa. Không, năm năm có bầu có đi à. Năm có bầu không biết nó có đi, nó đi rồi. Cận Tết, sau Tết thì làm sao đi. Mẹ cũng có bầu. Cái năm bầu của mẹ, năm bầu không đi á. Năm bầu không đi. Năm bầu không đi. Năm năm mình chưa có bầu á, lên đây giái nè. Có lên đây giái nè. Giái sinh đó, giái sinh đó. Năm có bầu không đi hả? Dạ, cái năm kế sanh rồi được một tuổi đi không? Cái trận tuổi tuổi như như vậy. Cái sanh lại. Vậy là sanh được 11 tháng rồi, lớn hơn kỳ mà. Mà không biết có đi không? Đợi cái số quên. Nhưng mà năm như có một lần không đi là chắc chắn là bầu. Rồi dạ chết rồi. Biết vậy nãy hai cha con anh mua vé một chiều lên rồi ha. Chiều xuống anh đi máng. Đi máng hả? Ừ. Ôi, đâu máng kỳ này máng khác rồi mẹ, máng giống như Đa Tăng La chứ không phải. Đã có liên máng rồi nha. Đó là mấy cái xanh đó đi. Mình có liên lạc, có liên lạc. Máng kia nguy hiểm cha, máng cũ nguy hiểm lắm. Cái hệ thống máng cũ nguy hiểm. Cái máng cũ đi con mẹ gì đó. Thấy rồi. Anh hai ngồi ở sau kìa bói, xe sau của anh hai á. Bây giờ, tháng tế con. Thấy rồi, xe mình đỡ. Ủa xe mình ngồi gì? Xe mình màu cam. Sao biết? Nhìn ngoài là biết rồi à. Đợi xong rồi. Muốn nước không hết? Thôi nước còn hết. Còn nóng á. Ủa nước đó nước gì vậy? Ghê quá à, nói chuyện ghê quá à. Mà dám làm không mà bày đặt. Gan thì gan tới bạc. Rồi chuẩn bị xuống thôi, mở cửa. Ôi Vân ơi mở cửa ra.
vâng, chị vui lòng bước ra để phải cho em luôn chị ơi. Mát quá. Đây. Cái này cho em đây đưa cho em kìa. Con thấy cái hồ bên đó không? Cái hồ đó là hồ Dầu Tiếng. Cái hồ trữ nước ngọt lớn nhất miền Nam của mình á. Cái đó mà nó bể đập cái là thành phố Hồ Chí Minh chìm trong biển lục luôn. Ở đâu? Đó, nguyên cái dải đó. Hồi nãy mẹ không có lấy kiến cho con hả? Kiến đen á. Mấy rồi nó cam cam mà. Và với mắt ba thì nó sẽ là màu trắng bạc. Ủa nhưng mà tại sao nó sẽ vàng? Nó chữ nó chảy ra sâu thành phố với mình phải. Sự nói về sự cố thôi con, nhưng mà cái lượng trữ lượng nước nó rất là lớn. Bên kia là hồ Dầu Tiếng đúng không? Ừ. Lớn nhất miền Nam luôn à. Thôi con, đừng để ý tới nó nữa. Chúng ta có khảng cổ thì thế giới này vẫn là như vậy thôi. Chúng ta lên sao Hỏa chúng ta không biết. Bầu trời đúng bầu trời con chạm bầu trời. Yeah. Mẹ kìa. Có nước nè. Có nước nè. Nước trong ba lô anh cũng có nè. Rồi đi con. Đi trước hay năm đi. Rồi nón vô đi con để nè. Có đồ chơi rồi. Có rồi. Bói đâu mẹ? Bói kìa, bói đi mình nó đơn tơ này kia. Bói ơi, nhìn mọi người con. Đi hồi lạc cho nó ở lại luôn. Nè. Bông rừng, hoa rừng. Trái đó chị. Trái đó. Trái chứ không phải bông đâu. Này là cái trái. Cái hộp đen đúng không? Ra cái hộp ở trong kìa. Cái hộp. Rồi lên đi gạo. Đi hai trước con. Đâu không con? Vườn câu là gì? Bồ câu. Thở rồi. Bà anh nó thở rồi. Không sao con còn thở nổi như thế. Con này. Có nhiêu đó mà thở rồi đặt đó ha. Đâu? Nghe con chỗ mà. Nó khiêng á chứ leo. Bên nó ẩm mà. Rồi này chưa có phê. Chút chỗ kia. Cái chỗ mà uống bia bà ấy hả? Giờ đó hơi đã. Té cái là xong luôn bà. Thôi.
Rồi. Nha. Vậy mà Út Minh đòi một mình cân tiếng giữa. Đây à, kỹ thuật giữa tay giữa tay, giữa tay. Đến đâu? Đó. Đến nữa. Rồi đứng yên đó, đứng yên đó, đứng yên đó. Rồi ha. 2 3. Kiki. Kiki ơi, Kiki à. Rồi 2 3. Rồi. Nam bói. Để ba đi xuống, ba đi lên lại, ba đi xuống, ba đi lên lại. Để lại chim nha. Quả lai chim nha. Chết chứ mình đã. Quả lai chim đi. Ôi, Hà đi với chồng quá đó anh nói. Nè, gào gào giữ cái này lát để gắn vô nè, nó được gì làm nó. Lúc đá mạnh nè, lúc này. Nè, ngọt luôn. Ông Phi dạo này cũng gọn gàng ghê ha. Vậy? Ông bê lê mà, ông bê lê. Ông bê lê mà. Ê mày bê, bê, bê lê mà hồi nãy không có được giảm giá mày. Người ta giảm giá cho toàn phần, người ta giảm giá cho bán phần. Thì giảm 25 gram được. Ngoại đâu? Lên trên này con, đây nè chắc trong này nè. Coi dép á, coi dép á. Đây nè, đây nè. This one, big one. Bên này, bên này, bên này. Trời ơi, xuống kìa. Mặc sao một cái áo nữa kìa. Không bỏ vô đây được nè. Sau khi mọi người leo từ chân núi lên tới chùa rất là mệt mỏi. Với 2085 bước thang. Rất là mệt, mồ hôi đổ ròng rã. Tội nghiệp cho cái anh trai trẻ này, anh mang theo con. Anh đếm là 2895 mà sao ông bớt đi mấy bậc vậy? Tại vì lúc đó anh đi không nổi, anh lên trên cáp treo nó kéo lên. Ok. Mà sao bỏ nhỏ ngoài tội nghiệp nhỏ vậy? Bộ phận quạt đâu, hầu quạt. Rồi, hầu quạt đâu rồi? Gạo gạo, đố gạo, cái củ này là củ gì? Bà đang làm củ gì? Gạo gạo. Nè. Bà đang làm củ gì? Cũng là củ su hào. Su su chứ không phải su hào. Đây là cái khu chuẩn bị đồ ăn của chùa nè Nam. À, có cái kem. Ba nó một kim kem nào. Ừ. Ủa có đường tắt. Hồi kem bên kia còn, bên kia còn. Cái nghe nè, vợ anh em mày canh đi ha. Đỡ đi cúng nha. Rồi. Thì một hồi muốn đi tu sao chứ giờ đi không á. Thì muốn đi đi, tôi ở nhà tôi canh cho. Ông Phi là không đi rồi nè. Sao con không đi rồi? Phải cho đi luôn. Con không đi. Con nóng lắm. Con đi đâu? Cảm ơn bà.